Xin chào, chào mừng bạn đến với Yoga by Sophie. Mình là Sophie. Trong video này, Sophie sẽ hướng dẫn động tác full pigeon, bồ câu. Đây là một động tác được rất nhiều bạn yêu cầu bởi vì nó không chỉ đẹp mắt mà còn có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, như là mở căng cơ lồng ngực hai vai, giúp tăng sự tự tin. Ngoài ra còn giúp mở khớp hông và giãn cơ chân. Để thực hiện động tác này, những người mới có thể chuẩn bị thêm cho mình một miếng gạch xốp, hoặc là thay thế bằng một quyển sách dày, hoặc là một miếng khăn gấp dày lại. Ngoài ra, một cái dây đai tập yoga cũng rất là hữu ích cho động tác pigeon, con bồ câu. Nếu không có dây đai thì các bạn có thể thay thế bằng một mảnh khăn dài gấp lại. Để khởi động trước khi vào tư thế con bồ câu, chúng ta hãy vào bài tập mở khớp hông cánh bướm. Hai bàn chân chạm vào nhau phía trước, bạn có thể đưa bàn chân ra phía trước một chút hoặc đưa hai chân về gần hông. Thẳng lưng lên, mở ngực hạ thấp vai. Rồi từ từ chúng ta dung hai gối hướng xuống sàn giống như cánh bướm đang đập. Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu. Hướng gối xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta hãy hướng gối hướng xuống sàn, sau đó thẳng lưng và vươn ngực về phía trước, úp bụng hướng xuống thả, mắt nhìn xuống, giữ ở đây một chút. Hít thở đều. Mở khớp hông hai bên. Rồi nhẹ nhàng nâng đầu lên, chúng ta cùng vào tư thế Malasana, yogic squat, ngồi xổm. Hãy hướng gót chân vào trong, hướng mũi chân sang hai bên. Rồi bạn đan tay phía trước, đặt tay phải sang bên phải. Hít vào, đưa tay trái hướng lên trời, xoay ngực trái nhìn lên. Với các bạn mới, nếu như khó quá thì các bạn hãy đặt một miếng gạch ở phía sau mông và mình ngồi lên miếng gạch này nhá. Rồi đưa tay lên, xoay ngực nhìn lên. Tập lâu rồi, vòng tay ra sau lưng, đan hai tay lại với nhau. Nhớ là phải đẩy cái gối trái ra phía sau, xoay ngực nhìn lên. Thẳng lưng. Rồi trở về giữa và chúng ta đổi bên nào. Đưa tay trái sang bên trái. Hít vào, đưa tay phải lên trời, xoay ngực phải hướng lên, mắt nhìn lên. Mở hai gối sang hai bên. Đan tay lại phía sau nếu được. Rồi trở về giữa, hai tay chắp trước ngực, nhấn hai cùi trỏ vào hai gối và mở gối sang hai bên, đưa bàn tay về gần khe ngực. Các bạn có thể đặt một miếng gạch ở giữa hai bàn tay. Rồi mình mở gối sang hai bên, thẳng lưng, hướng xương cụt xuống sàn. Hít thở sâu vài hơi ở đây. Chúng ta đẩy gối hướng về sau nhưng lại đưa hông hướng về trước. Mở ngực ra, cuộn vai ra sau, thẳng lưng lên. Cảm nhận sự căng mở khớp hông và căng giãn cơ đùi trong. Rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế cái bàn. Tiếp tục khởi động cho cột sống. Hai bàn tay mở rộng bằng vai, hai gối mở rộng bằng hông. Hít vào, võng lưng mở ngực nhìn lên con bò. Thở ra cuộn lưng cao nhìn xuống con mèo. Hít vào con bò. Thở ra con mèo. Hít sâu. Thở hết ra. Hít vào. Thở hết ra, hóp bụng cuộn lưng lên.
lần cuối hít vào, thở hết ra. Tiếp theo chúng ta vào tư thế down dog, chó úp mặt, nâng hai gối lên khỏi sàn, đẩy vai ra sau, hướng xương cụt lên cao. Các bạn hãy đi bộ tại chỗ, gập từng bên gối để khởi động cho hai chân, giãn cơ đùi sau. Hãy thả lỏng cổ ra, mắt nhìn các ngón chân. Rồi bây giờ dừng lại, co hai gối, nhấc gót chân lên khỏi sàn, đẩy vai ra sau, hướng xương cụt lên cao. Đào đóc chó úp mặt. Người mới hãy co gối, tập lâu rồi các bạn duỗi thẳng gối từ từ ra. Rồi bây giờ chúng ta nâng chân phải lên, hít vào. Thở ra, bước chân phải lên giữa hai bàn tay. Từ đây chúng ta hạ gối trái xuống sàn phía sau, gối phải không vượt quá cổ chân. Nâng ngực lên, hai tay đặt lên đùi phải, nhấn hông xuống sàn, thẳng lưng trong tư thế low lunge, trăng lưỡi liềm thấp. Trong tư thế này các bạn hơi đẩy cái hông trái lên phía trước để hai hông hướng về phía đầu thảm. Sau đó mình nhấn cả hai hông xuống, lưng thẳng, ngực mở. Giữ ở đây vài hơi thở sâu. Nếu muốn các bạn có thể đưa hai tay lên cao, ưỡn ngực nhìn lên, bách bèn uốn lưng, hoặc đan hai tay phía sau, nâng ngực hạ thấp vào, hạ thấp hông xuống để bàn tay chạm sàn. Mắt nhìn lên trời hoặc ngả cổ nhìn ra sau. Rồi nâng ngực lên, hít vào, đưa hai tay lên cao, mở ngực, thở hết ra, đặt tay xuống sàn, lùi hông ra phía sau, hướng mũi chân phải lên trời. Vào tư thế xoạc một bên, hít vào, mở ngực nhìn về trước, thở hết ra, gập bụng ngực cảm xuống chân phải. Người mới các bạn cứ co nhẹ gối phải lại nhé. Và hai củ trỏ nâng lên. Còn tập lâu rồi thì chúng ta hạ củ trỏ xuống. Vài hơi thở sâu ở đây, căng giãn cơ đùi sau của chân phải. Lưu ý trong tư thế xoạc một bên này thì phải giữ cho hông trái và gối trái nằm trên một đường thẳng vuông góc với sàn. Thẳng lưng, thêm một hơi nữa, hít vào, mở ngực, thở hết ra, nhấn bụng xuống đùi phải, hướng củi trỏ xuống sàn. Rồi bây giờ hãy co gối phải lại vào tư thế con thằn lằn. Tư thế con thằn lằn là phiên bản dễ của tư thế bồ câu ngủ. Hãy hướng mũi chân phải của mình ra ngoài, chách một góc 45 độ. Sau đó chúng ta đặt hai bàn tay chạm xuống sàn, nghiêng gối phải sang một bên. Tư thế này rất là quen thuộc trong chuỗi thử thách yoga 30 ngày. Nếu các bạn tập những bài tập ở trong đó thì hẳn các bạn sẽ rất là quen. Rồi hai bàn tay của mình chạm xuống sàn, mở ngực nhìn về phía trước. Trong tư thế này các bạn hãy lưu ý căn chỉnh cho gối phải này không vượt quá cổ chân phải nhé. Rồi, nhìn về trước. Hoặc tập lâu rồi thì các bạn có thể hạ cùi trỏ xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta nâng ngực lên, trở về chó úp mặt. Chuẩn bị đổi bên. Duỗi thẳng hai gối, bạn có thể đi bộ tại chỗ, đẩy hông cao lên. Down dog chó úp mặt. Đổi chân. Hít vào nâng chân trái lên. Thở bước chân trái lên giữa hai bàn tay, hạ gối phải xuống sàn. Nâng ngực cằm lên, thẳng lưng vào tư thế trăng lưỡi liềm thấp. Hãy
hãy đưa tay lên cao, hít vào thẳng lưng, thở ra, mở ngực nhìn lên, hãy nhấn hông xuống sàn, giữ ở đây một chút, hoặc đan hai tay lại phía sau, hít vào, mở ngực hướng lên trời, hạ thấp vai, hạ hông xuống, nhìn lên, nhấn hông xuống để tay của mình chạm sàn, giữ thắt lưng của mình thẳng, ngực mở, hít thở đều. Rồi nâng ngực cằm lên, hít vào đưa tay lên cao, thở ra đặt tay xuống sàn, lùi hông ra sau hướng mũi chân trái lên trời, co nhẹ gối trái lại đối với người mới, hít vào mở ngực ra thẳng lưng, thở úp bụng ngực cằm xuống chân trái, giữ lưng thẳng ngực mở, hông phải và gối phải nằm trên một đường thẳng vuông góc với mặt thảm. Vài hơi thở sâu ở đây. Thêm một hơi nữa, hít vào mở ngực ra, thở úp bụng ngực trán xuống chân trái. Rồi bây giờ co gối trái lại vào tư thế con thằn lằn, hướng mũi chân trái chếch ra ngoài một góc 45 độ, rồi nghiêng gối trái sang một bên. Rồi chúng ta có thể đặt bàn tay chạm sàn cho người mới, miễn sao ngực của bạn mở là được. Còn tập lâu rồi hãy hạ hai cùi chỏ xuống sàn nhé. Rồi chúng ta cảm nhận tư thế mở khớp hông con thằn lằn. Các bạn hãy đưa gối trái hướng sang bên trái, hướng xuống sàn để mở khớp hông bên trái. Và căn chỉnh trong tư thế này là gối trái không vượt quá cổ chân trái. Nếu mà gối trái bị vượt quá cổ chân trái như thế này thì rất đơn giản, bạn sửa bằng cách là nâng cái gối phải phía sau lên, rồi bạn lùi gối ra phía sau, rồi đặt gối phải xuống sàn. Thế là gối trái sẽ không vượt quá cổ chân. Hãy mở ngực nhìn về trước, hướng gối trái sang bên trái và hướng xuống sàn để mở khớp hông. Hít thở sâu vài hơi ở đây. Rồi chúng ta nâng ngực lên, hai bàn tay chạm sàn, bước trở về đao đớp chó úp mặt. Bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế con bồ câu. Sophie sẽ làm chân trái trước, nâng chân trái lên hít vào, thở ra đưa gối trái lên phía trước, đặt lên giữa hai bàn tay, rồi gối chạm sàn nhé. Rồi bây giờ chúng ta đặt cái hông trái chạm xuống thảm. Trong tư thế này các bạn phải lưu ý là hông chạm xuống sàn. Nếu hông bị nâng lên như thế này thì chúng ta có thể đặt một miếng gạch hoặc là một mảnh khăn gấp giày đấy, mình đặt dưới mông để mình kê lên. Rồi từ từ bạn úp bụng ngực cằm xuống. Duỗi gối sau. Rồi còn nếu mà các bạn có thể nhấn được hông xuống sàn thì hãy bỏ miếng gạch này sang một bên. Lưu ý trong tư thế con bồ câu là gối không chạm vào ngực, nghĩa là gối chếch một hướng khoảng 45 độ so với ngực của mình. Thì đây là cái lỗi mà rất nhiều bạn gặp, đấy là ngực chạm vào gối. Và bây giờ để khắc phục lỗi này, chúng ta bước hai tay sang bên phải nhé. Rồi mình đưa cái gối phải phía sau sang bên trái một chút, duỗi mũi chân phải, rồi nhấn hông trái chạm xuống sàn, úp bụng ngực cằm, mắt nhìn về trước, hít thở vài hơi ở đây. Thì các bạn mới chưa gặp được người xuống thì các bạn có thể đặt cùi chỏ xuống sàn, hai tay ôm cằm, lưng thẳng và ngực mở. Tập lâu rồi úp bụng ngực cằm xuống. Hãy hít thở sâu.
Rồi nhẹ nhàng nâng ngực cầm lên. Bây giờ chúng ta sẽ thu bàn chân trái vào trong một chút. Vào tư thế nàng tiên cá hoặc là full pigeon. Đối với tư thế nàng tiên cá phiên bản dễ của bồ câu thì các bạn hãy xoay người sang bên phải, gập gối phải lại. Đưa mũi chân phải vào trong nếp gấp củi trỏ phải. Đưa củi trỏ trái hướng lên trời. Hai tay đan lại với nhau ở phía sau. Hãy đẩy và xoay ngực trái hướng lên. Và để căng mở được khớp vai bên phải thì bạn hãy đá bàn chân phải về phía sau. Mắt nhìn lên nhé. Rồi nếu mà tập lâu rồi, chúng ta có thể vào tư thế full pigeon. Tay phải cầm lấy bàn chân phải phía sau, sao cho ngón cái của bàn tay phải hướng xuống sàn. Rồi chúng ta từ từ xoay cùi trỏ phải hướng lên trời và xoay ngực phải hướng về phía trước. Sau đó bạn hãy đưa cùi trỏ trái hướng lên, hai tay cầm lấy bàn chân, úp hông phải xuống, mở ngực. Rồi, thoát khỏi tư thế và chúng ta đổi bên. Trở về down dog, chó úp mặt. Nâng chân phải lên, bước chân phải lên phía trước. Gối ở giữa hai bàn tay. Rồi bạn cũng mở gối phải ra ngoài 45 độ so với ngực nhé. Thẳng gối sau, úp các đầu ngón chân sau xuống sàn. Rồi úp bụng ngực cằm xuống. Bước hai tay sang trái để gối phải không chạm vào ngực của mình. Hãy nhấn hông phải xuống sàn. Các bạn mới lưu ý là chúng ta đặt củi trỏ xuống sàn thôi. Hai bàn tay ôm cằm. Hãy giữ ở đây và hít thở sâu vài hơi hoặc nằm ở đây khoảng tầm 1 phút để khớp hông của mình được mở ra. Hãy nhấn hông phải chạm xuống sàn và úp hông trái xuống thảm. Rồi nhẹ nhàng bạn nâng ngực cằm của mình lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế bồ câu. Trước tiên chúng ta hãy vào tư thế mermaid nàng tiên cá trước. Gập gối trái, đưa mũi chân trái vào trong nếp gấp củi trỏ trái này. Rồi bạn hãy xoay cái ngực phải hướng về phía trước, hướng củi trỏ phải lên trời. Mình đan hai bàn tay lại với nhau ở phía sau, xoay ngực phải hướng lên và úp cái hông trái của mình xuống sàn. Mắt nhìn lên, đá bàn chân trái ra phía sau để căng mở được vai bên trái. Rồi, bạn nào muốn làm thử tư thế bồ câu full pigeon thì có thể sử dụng một mảnh khăn hoặc là cái dây này để hỗ trợ của mình nhé. Hãy móc vào bàn chân. Rồi. Xoay củi trỏ hướng lên. Xoay ngực hướng về trước, nâng cùi trỏ phải lên. Khi đã tập lâu rồi thì chúng ta có thể bỏ cái dây này sang một bên. Hoặc một cách nữa sử dụng dụng cụ hỗ trợ đó là hãy kê cái miếng gạch này ở dưới mông bên phải. Sẽ dễ dàng hơn cho bạn.
úp cái hông trái xuống. Wow, thật là đã. Hãy vào tư thế em bé để trả lại cuộc sống. Rồi, duỗi hai chân của mình ra và bạn lắc nhẹ hai chân, thả lỏng. Vừa rồi Sophie đã hướng dẫn bạn cách làm tư thế full pigeon, bồ câu với một miếng gạch này hoặc là quyển sách dày và với một cái dây đai yoga. Những dụng cụ này thì không quá mắc tiền nhưng lại rất là hữu hiệu, hữu ích cho các bài tập yoga. Trước khi kết thúc thì Sophie xin thông báo một tin rất vui, đó là Sophie có chương trình livestream vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật hàng tuần để trả lời tất cả những câu hỏi về yoga cũng như là giao lưu với các bạn yêu thích môn yoga. Để tham gia chương trình livestream này thì các bạn hãy like fanpage Yoga by Sophie Việt Nam. Đường link để vào fanpage thì ở dưới hộp thông tin bên dưới hoặc là ở dưới phần comment. Nếu như các bạn yêu thích video clip này, hãy nhấn nút like, comment, share và đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe, theo dõi kênh Yoga by Sophie để liên tục cập nhật các video, bài tập yoga và fitness tại nhà nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Namaste.